Rồi, hello anh em. Hiện tại thì mình đang ở huyện Cao Lãnh của Đồng Tháp. Thì qua video xin cảm ơn tất cả những người anh em ủng hộ nhà vườn trong những lô cây vừa qua. Hôm nay có lô mới anh em ơi. Cây đẹp, giá cả hợp lý. Rồi mời quý anh em vô tham quan khu vườn ngày hôm nay. Rồi alo nhà vườn nha để mình chốt. Đây từ xa anh em. Bộ tán thấy là ưng liền nha anh em. Một cúc nạc lên bắt đầu xoay tàn nha. Đây, như cái dụ nè. Tròn lửng lửng nè. Cây số 5 này cao khoảng nhiêu anh? Rồi ngang như anh. Rồi cao tầm khoảng 5 mét có hơn nha anh em. Còn tán ngang tầm khoảng 6 mét nha. Mặt bông cái này khoảng nhiêu cánh anh? Rồi 5 đến 9 nha. Đặc biệt nãy giờ mình quay những cây trong vườn thấy sung cái nó sung nè, anh em để ý nha. Lá nè. Cực kỳ đẹp hết luôn. Nói chung cái lô này hồi xưa chị Trinh đem về chơi anh em ơi, nên tuyển chọn lắm, từ đế thân với mặt bông nha. Nói chung cây nó tiềm năng để đem về chơi anh em ơi. Cái này do khu vườn của chị nó hơi chật á, nhiều cây quá đó, nên chia hết cho anh em nào thích cây nào bán cây đó anh em ơi. Giá trị thì tùy theo cây nhỏ lớn, mình có tới vườn là có mua bán anh em ơi. Còn đế này nè, cây này đế quậu nha, ra nó quặp xuống không à, đều hết. Rồi anh lên đo cái hoành coi như anh. Mua quán thận mua vừa bán anh em ơi. Cứ tới vườn xem mô đế lên bình thường. Giá cả nó trao đổi gần chốt. Cái này khó đo ha. Rồi 81 trên cao đây. Cái này gân gút nha. Thân đó. Rồi ở trên là 69 nha. Anh đo thử cái cành coi như anh. Tay cành nè, anh em coi chân không à, tay cành tới 33. Rồi tay cành 33 nha, cài đế bung đều hết như nè, nè mặt nào cũng có hết. Ở đây tay cành ba mấy không, ba mấy trở lên thôi nè. Rồi đây xa cho anh em xem cái lại cái mặt tàn nữa anh em ơi. Nhìn thấy tàn đã quá nè, nó tròn quá, nó đều hết nha, vàng xương thì bao lực luôn. Rồi cái này chốt giá nhiêu anh? Rồi là mình bao bứng bao xếp ha, 200 km là còn thương lượng được ha anh. Rồi 380 triệu nha anh em, 80 hoành nha, hai thông số. Thông số đầu tiên là hơn 80, thông số thứ hai là 70 nha anh em, 60-70 gì đó. Do cây nó chạc khó đo nha. Còn mua bán thì anh em cứ đến trực tiếp vườn anh em đo lại nha anh em ơi, cho nó dễ nha. Chứ cây nhiều khi mỗi người mỗi cách đo khác nhau nha. 380 triệu có ngang cây mai tàn, bông đẹp, đế đẹp, tiềm năng. Rồi tiếp theo mã số 10 anh em ơi. Đây cây này làm như một cái dĩa anh em, mâm xôi một cốt đi lên nha, tầm khoảng 6 tấc và nó xoay bộ tàn. Cây này chiều cao khoảng nhiêu anh? Rồi cao 4 mét nha nè, ngang 5 mét nha. Cái này ấn tượng vô tàn, chọn quay ha. Đặc biệt cái bệ đế nó như cái củ sứ vậy nè. Rồi đâu vô mình ôm thử cái cục đế cho anh em mình dung anh. Cái này do cái tàn này nó sát quá anh em ơi. Nói chung người vô sâu sâu cũng được nha, bò bò vô không à, tàn vậy nè. Điều hết, cái này có chỉnh sửa anh em ơi, nhẹ nhẹ ở đầu trồng thả luôn. Ở đây do khuôn viên nó nhiều cây nha, lấy cái khoảng cách xa không được nè, nè gần gần vậy dướng cây rồi nè. Tàn cái này bao đẹp cho anh em luôn. Bông là khoảng bao nhiêu cánh anh? Rồi 5 đến 9, cây số 10 vậy nè. Rồi anh đo cái hoành coi khoảng như anh. Cái này nhìn cái cục đế thấy ăn tiền rồi nè. Giá thì nó mềm phao luôn, quá trời cục đế. Cái này anh đo nhiều thông số nha. Đo này nha, đo cái hoành giá đế nè em. Hoành này có 87. Rồi, 87 nha, thông số thứ nhất. Rồi, 60 anh đo thử nguyên cái tổng thể cục đế đó coi như anh, sát luôn. Tổng thể rồi đế đó. Này do lần đầu tiên nhiều vườn lên sóng anh em ơi, nhiều khi nó cũng lộng cộng nha. 117. Rồi 117 ok nè.
khối đế đặc nha. Còn tổng thể nồi đế thì nó tầm khoảng cây này là 2,5 m là khỏe anh em ơi, nó đều hết nha, nhất mình như bộ đế này nè. Đều do hết nha, vách nào vách đó nè em ơi, nguyên khối đế quá trời luôn, bộ đế đủ tiền nha. Bộ tàng thì nói chung anh em tới anh em trực tiếp đi, anh em xem trực tiếp thì bộ tàng thì bao đẹp luôn. Rồi cái cây số 10 này làm chốt giá nhiêu vậy anh? Giá anh em là 120. Rồi 120 là còn thương lượng không anh? Còn thương lượng được. Rồi có 120 triệu nè em ơi, sổ con cây mai bộ đế quá dữ nè, tàn bao phê luôn. Cây này nuôi còn lớn đó nha, nói chung là nó liền lạc mà da nó còn tơ nè em ơi, 120 triệu còn thương lượng, đã bao gồm phí ship và quấn cho anh em luôn, tới nhà 200 km. Rồi alo để chốt cái này nha em. Rồi tiếp theo anh em ơi, mã số 9 nha, một cốt tàn thiên nhiên tàn không nha em. Máu chín này là cao khoảng nhiêu anh? Tầm cao 4 m. Rồi còn ngang nhiêu anh? Ngang cỡ 4 m luôn. Rồi cao 4 m nha anh em, ngang 4 m nha. Mặt bông cây này khoảng bao nhiêu cánh nha anh? 92 cánh. Rồi 92 cánh, cây này bộ đế khá là cộp nha anh em. Nè, nguyên khối đặc luôn. Đều hết. Đây. Dắp dòng hết. To và lực nha. Rồi mình vô mình đo cái hoành coi nhiêu anh. Mặt nào cũng đế hết trơn nè. Đầu tiên là sát dây đế nha. Sát dây đế là hoành dây đế nha anh em. 74. 74 anh. Rồi đó trên cao xíu đó anh. Rồi 53 nha. Cục đế này tầm khoảng 2 m mấy 3 m cho nè, nguyên khối đặc nha. Còn dàn xương đây. Bắt đều hết, không lỗi chi nào luôn. Cây này ngon lành em ơi, tiềm năng nha. Được cái mặt bông đẹp luôn. Tàn thì đều hết. Rồi cái này là mình giao lưu giá nhiêu anh? Rồi 200 triệu nha anh em. Còn thương lượng mã số 9 nha anh em. Cái này ăn tiền bộ đế nha, quá trời bộ đế nè. Ở đây tại trồng rau nên nó lắp lại nha. Cắt tỉa gọn gàng. Đẹp liền nè. Mã số 9 nha. 200 triệu còn thương lượng nha. Rồi giới thiệu quý anh em mã số 6 nha. Đây. Hoành to giá nhỏ anh em ơi, cây này giá vài chục triệu à. Con cây mai tàn thông, củ nở đế quá dị vậy nè. Cây này cao khoảng nhiêu anh? Cây này cao khoảng cỡ hơn 4 m. Dạ còn ngang nó khoảng nhiêu anh? Ngang cũng tầm cỡ gần 4 m. Rồi cao 4 m, ngang 4 m nha. Một cốt đi lên, xương tàn cũng bắt đều hết nha nè. Mặt bông cây này mình biết không anh? Bông này cũng như 92 cánh. Rồi bông 92 cánh nha. Rồi nồi đế này, cái này đế nó quái quái nè em ơi, chồng chéo nhau nha. Rồi anh vô đo cái hoành coi nhiêu anh, cũng có đều hết nha anh em, thân liền lạc. Cái này giá dễ chơi nè em ơi, 30 triệu à. Hoành này cỡ 66. Rồi 66 mình đo trên cao xíu anh. Cái này cái củ nó nở như cái hồ lô vậy nè. Nó phì ra nha. 66 rồi ở trên 62 rồi ok nè. Cục đế này hơn 2 m nha. Tay cành lớn. Rồi đến vòng cho anh em xem nè. Rồi cái này chốt khán giả tầm khoảng nhiêu anh? Cỡ 60 triệu. Rồi 60 triệu nha nè. Nói chung mỗi cây đã bao gồm phí xếp và bứng luôn nha nè. Phạm vi 200 km nha. Sao mấy 70 hoành anh em ơi, có 60 triệu rồi.
ít lúa nè. Rồi xem hộp nhãn alo liền anh em ơi, chốt cái này. Rồi tiếp theo nha anh em, cái này mã số 7 anh em ơi. Cái này phơm tàn lớn nha. Cái số 7 này cao khoảng nhiêu anh? Cái này khoảng cao khoảng cỡ 6 m. Rồi 6 m còn tán ngang nhiêu anh? Tán ngang cỡ 5 m hơn. Rồi cao 6 m nha. Tán ngang cũng khoảng hơn 6 m luôn anh em ơi. Quá trời bộ tàn lớn. Mặt bông khoảng bao nhiêu cánh anh? Bông này khoảng từ 5 tới 9 cánh. Rồi 5 đến 9. Cái này ở đây thì nhà vườn nó trồng lắp đế lại như nè. Có những dây đế đi lên nè. Đâu anh lên đo hoành có phải như anh? Để nó chạc em cái dây vậy nè. Đảm bảo anh em đến khu vườn của chị Trinh là có mua bán anh em ơi. Nói chung nó rất nhiều thể loại cây. Giá cả đa thể loại. Quanh 70 anh. Rồi. Nghe dây đế anh. Rồi. 75 mà. 74. Rồi 74 nha. Rồi đo trên cao anh. Cả 62. Rồi 62 nha. Ok. Đây, tay cành bắt đều hết nha. Thiên nhiên. Chưa qua chỉnh sửa. Cái này thì đế lắp nha. Mấy dây đế nè. Chung mua bán thì mình đến vườn mua đế xe bình thường vậy nè. Gặp trực tiếp chủ vườn. Rồi tàn nè anh em ơi. Rồi mã số 7 là chốt giá nhiêu anh? Giá 220. Còn thương lượng được anh? Rồi 220 triệu nha anh em. Còn thương lượng. Bao bứng bao xếp cho anh em. Ở trong vườn chị Trinh thì còn rất là nhiều cây nè. Đẹp lắm nha. Mình chỉ quay một số lượng cây, tầm khoảng mười mấy cây anh em ơi. Tại thời lượng video nó cũng có hạn nè. Quay nhiều quá anh em xem cũng ngán nha. Cái này mình đang cần mua mai vậy đó. Mai Tết hay là mai cổ thụ. Nói chung trong vườn chỉ có tầm khoảng 100 cây vậy nè. To nhỏ các kiểu nha. Anh em cứ mạnh dạn đến vườn tham quan. Giá thì nói chung là nhiều tiền có, ít tiền có anh em ơi. Tầm trung cũng có luôn. Nói chung là vườn đạt như nè, đẹp không à, vậy nè. Tàn thông một cốt. Cây tiềm năng. Khuyến khích anh em đến tận vườn anh em xem nha. Tới là có mua bán nha anh em.